Mùi rất ngon nhưng hiệu năng thì kém, nên các bạn cần phải cân nhắc. Còn tôi chấp nhận đánh đổi cái phần hiệu năng kém để được một cái mùi hương tuyệt vời như thế này. Hello, xin chào các bạn. Thời gian gần đây thì bắt đầu được nhiều người biết tới hơn ở trên các nền tảng như là TikTok. Và có rất nhiều bạn vào những cái buổi live của mình hỏi một câu, đó là: anh ơi, nếu như mà là anh là một người chơi nước hoa, anh chọn một chai nước hoa duy nhất để dùng cả đời vào mùa hè thì anh sẽ chọn chai gì? Thì đây là Labo Bergamot A2. Mặc dù tôi có rất nhiều lựa chọn và có rất nhiều mùi hương tôi yêu thích, nhưng nếu như mà để chọn một chai dễ tìm, dễ mua mà có thể kiểu backup bất cứ lúc nào thì chắc chắn đó chính là Labo Bergamot A2. Đây đã là chai thứ hai rồi và các bạn nhìn thấy là nó cũng chả còn, và hiện tại tôi đang đặt một cái chai đâu đó gốc tầm 80ml về để hè này tôi có thể phịt nó một cách thoải mái hơn. Và chúng ta hãy cùng nhau xem cái lý do vì sao mà tôi lại chọn em nó là một chai duy nhất để xịt vào mùa hè nếu như không có lựa chọn nào khác. Bắt đầu nhá. Tự nhiên tôi nhớ ra một cái điều rằng là tôi chưa có video nào review quá chi tiết và cụ thể về Labo Bergamot 22. Hình như là có một cái video tôi có bạn Phương Anh lâu lắm rồi, từ hồi mới làm kênh tôi và bạn ấy có chia sẻ về cái mùi hương này. Còn một cái video cụ thể hơn và nó chuyên sâu hơn thì tôi chưa có. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua một chút về cái thương hiệu Labo, người đứng sau cái mùi hương này và có những cái gì hay ho về em nó. Đầu tiên thì Labo được ra mắt vào năm 2006 và Bergamot 22 là một trong những sáng tạo đầu tiên của Labo. Theo như mình nhớ là hình như có Robamot, có Android 9, có Florodogon 27, Vetiver 46, hình như là có cả Jasmine nữa. Đó là những cái sáng tạo đầu tiên mà Labo cho ra mắt ở trên thị trường. Và cái mùi hương Bergamot 22 này thì perfumer đứng đằng sau, bài có tên là Daphne Bouger. Bà này thì hiện tại đang là perfumer cho thương hiệu Firmenich. Và bà này thì có khá là nhiều những sáng tạo nổi tiếng, thí dụ như kiểu là Aura của Thierry Mugler, có Scandal và Scandal by Night. Đây đều là hai cái mùi hương quá nổi tiếng và quen thuộc ở Việt Nam rồi. Và bên cạnh đó thì có DNGK và một vài mùi nữa, hình như là của nhà, để tôi xem, là của nhà Kenzo. Đó, thì bà này bà ấy là một người có cái đam mê về nước hoa ngay từ khi còn bé. Hình như tôi nhớ không nhầm là khoảng tầm 10 tuổi gì đó là bà đã phát hiện ra là bà có những cái đam mê rất là kiểu dữ dội với cái mùi hương rồi. Và bà có một cái phương châm rằng đó là đi trải nghiệm, khám phá thật là nhiều để rồi có thể tự do sáng tạo đưa ra những cái mùi hương mới mà không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì cả. Và đó là câu chuyện của mùi hương Bergamot 22 được ra đời. Và để nói về cái sự ra mắt của Bergamot 22 vào năm 2006 ấy, thì em này nó nằm trong cái bộ sưu tập thường của nhà Labo. Tức là nhà Labo thì còn có một cái bộ City, và cái bộ City này thì nó sẽ dành riêng cho từng thành phố của các quốc gia. Nếu như bạn muốn mua mùi hương đó, bạn muốn trải nghiệm mùi hương đó, thì các bạn chỉ có thể đến thành phố đó mới có thể mua được. Ví dụ như ở con Gap 10 ở nhà mình. Còn nếu không thì họ sẽ bán tất cả những cái mùi hương trong bộ City ở những cửa hàng của Labo vào tháng 9 thôi, duy nhất trong một tháng, đó là tháng 9 hàng năm. Đó, thì Bergamot 22 nằm trong bộ sưu tập thường. Và cái mùi hương này khi mà nó bắt đầu được ra mắt ấy, thì vào năm 2006 nó là một trong những cái mùi hương mà được rất là nhiều những cái nhà phê bình, những cái nhà báo về mùi hương viết những cái bài chia sẻ rằng Labo Bergamot 22 là một làn gió mới trong những cái tông mùi citrus cùng với hoa. Có nghĩa rằng là cái thời điểm trước năm 2006 thì những cái mùi hương citrus vào với hoa thì nó không có quá nhiều sáng tạo mới mẻ. Nó có một cái nét gì đó classic, các bạn có thể nhớ tới những cái sản phẩm như là 4711 Eau de Cologne, hay là những cái mùi của Kenzo. Đó,
nếu như các bạn ngửi qua những cái mùi rồi, các bạn thấy là nó vẫn có một cái vibe gì đó kiểu classic, nhưng mà với cái mùi hương của Bergamot 22 thì nó lại thuần, rất là tự nhiên, gần gũi. Và để mà so sánh mùi của Bergamot 22 với những cái mùi hương đó thì các bạn thấy rằng nó hai hướng đi rất là khác nhau. Người ta có một cái câu ví vui trong những cái bài phỏng vấn ở thời điểm đó, và đó chính là cái việc Bergamot 22 nó như kiểu là một cái viên kim cương vậy, nó trong suốt và cảm giác rằng dù nhìn ở khía cạnh nào thì mùi hương nó cũng rất là đẹp và rất là đơn giản. Thì Bergamot 22 là một trong cái mùi hương được thế giới đánh giá nó như kiểu là một vị vua của sự trung lập, đẹp mọi khía cạnh. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến phần mùi hương này. Tôi nói thật là các bạn, nếu như các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn xịt bao nhiêu phát cũng được. Trời ơi, chỉ có mỗi là các bạn có tiền không thôi. Cái vòi của mình thì nó là chai gốc chiết ngày xưa, nên là nó sẽ hơi fail, nhưng mùi hương của nó thì rất rất đẹp. Ui, tỉnh để còn quay video. Em này ấy, khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy, không, các bạn không cần phải hình dung nó là nốt như nào. Ông nào mà hồi bé ngày xưa có ăn cái kem ốc quế chanh mà có 5.000, bây giờ đắt hơn như là 10.000, bán ở cổng trường. Nó có một cái hũ người ta ngâm sâu xuống vào xung quanh giải đá, và rồi nó sẽ là một cái múc kem chanh quật lên hai thìa, xong rồi các bạn sẽ ngồi ăn. Thì cái mùi hương này nó giống như cái cảm giác thứ nhất, đó là cái cảm giác rất là lạnh và mát đến từ chanh. Cái thứ hai đó là cái cảm giác có một chút đắng đắng, thỉnh thoảng trong cái chỗ kem đó người ta bốc lên ấy, nó sẽ có một chút kiểu lá chanh cắt nhỏ, nó như kiểu là lá chanh ăn với thịt gà ấy. Đấy, thì nó sẽ có ở cái nét đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có một cái bay mùi hơi ngọt nhẹ của hoa nữa. Nhưng mà nếu để dễ hình dung rất thì các bạn chỉ cần nghĩ tới mùi của kem ốc quế chanh. Ngày xưa ngày bé ăn nhà kem đá bảo đấy, nó rất rất rẻ, và cảm giác là ngày bé mỗi lần mà tôi đi học về mà tôi được mẹ tôi cho 1-2 nghìn để ăn cái đấy thôi là tôi đã cảm thấy kiểu đúng là nó là một cái gáo nước lạnh vào mùa hè, khiến cho các bạn kiểu giải khát luôn. Thì cái mùi hương này nó đúng như vậy. Thực ra cái bergamot ấy, cái cam bergamot thì nó không phải là được chiết xuất từ cái phần nhân của cái quả cam, mà người ta sẽ chỉ lấy tinh dầu ở cái phần vỏ thôi. Tại vì cái phần nhân thì mùi nó khá là nồng, và cái phần vỏ sẽ là một cái mà người ta thu hoạch để sử dụng làm mùi hương khá nhiều. Đấy, thì đây là một cái chia sẻ thêm về cái phần nguyên liệu cho các bạn biết. Và em này ở trên da sau khoảng tầm 15 phút thôi thì các bạn sẽ thấy rằng cái nét đắng xanh của cái phần lá chanh nó sẽ kiểu gọi lá chanh đi, tại vì tôi cũng không tiện để nói ra là cái nốt đấy nốt gì, nhưng mà các bạn cứ hình dung như thế cho nó dễ nhá. Thì là cái nét xanh đắng nó sẽ nhẹ nhẹ đi và các bạn thấy lên hoa, và về sau thì mùi hương nó bớt đi cái độ tươi hơn, và các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ lên một cái bay hơi ấm và ngọt nhẹ đến từ gỗ. Tất nhiên là những cái mùi citrus ấy, để mà làm cho cái mùi hương có sự chắc chắn và toy down nó không bị bay màu quá nhanh như là em 4711 Eau de Cologne, thì người ta sẽ phải thêm những cái nốt hương như là vetiver, như là isoe super, hay là những cái mùi như gỗ đàn hương vào ở phía dưới để có thể làm cho cái mùi hương có sự chắc chắn và nó sẽ lưu hương tốt. Thì ở trên da mình toy down nó lên một chút hơi vetiver nhẹ, nó như kiểu là những cái cành cây khô vậy. Đó, mix cùng với hoa đệm nhẹ kiểu ngọt ngọt của hoa trắng. Và với mình ấy, thì mùi hương của Bergamot 22 nó như kiểu là nói như thế nào nhỉ, nó như kiểu là một cái mùi hương mà khiến cho tất cả mọi người rũ bỏ hết công việc stress, chỉ cần xịt mùi hương này là các bạn có thể ngả ra cái ghế rất êm ở đây và các bạn nghỉ ngơi yên bình, không phải suy nghĩ bất cứ một cái điều gì cả. Mùi hương này ấy, thì mình có cảm giác là mỗi một lần mà mình xịt mùi hương này, hay là bất cứ ai xịt cái mùi hương này, dù người ta có mặc một cái bộ vest đi, những đôi giày tây, mặt người ta có chỉn chu nghiêm túc như thế nào khi mà người ta đi làm, thì người về nhà chỉ cần xịt cái mùi hương này là người ta có thể như kiểu đang mặc một cái bộ oversize, nó chỉ đơn giản là màu mè và thoải mái nhất có thể. Hay là các chị em nào mà kiểu đi guốc thứ váy ôm body rồi phải nín bụng mỗi khi gặp một anh nào đó, thì khi các bạn mặc cái mùi hương của Bergamot 22 ấy, thì các bạn cũng chả cần phải giấu mình làm gì cả. Chỉ đơn giản là mùi hương này khi mà mình mặc lên, và bạn bè mình cũng là những người sử dụng mùi hương của Bergamot 22 rất nhiều, người ta bảo là người ta có cảm giác như kiểu là nó là chính người ta vậy, người ta không phải cố gắng diễn hay là phải
hóp cái bụng vào làm gì để làm đẹp cho người khác. Và các bạn phải biết rằng là Begamot AI nó như kiểu là những người bạn thân ấy, chúng ta có thể tâm sự với nó bất cứ lúc nào. Và đấy cũng là cái lý do mà mình trả lời với các bạn rằng nếu như để dùng một mùi hương duy nhất mà mình xịt bất cứ thời điểm nào, mình xịt bao nhiêu phát cũng được, thì chắc chắn sẽ là Lelabo Begamot AI. Em ơi, mặc từ đi tập gym cho đến kể cả đi chơi nhẹ nhàng, đi cà phê, hay là kể cả ăn mặc nó lịch sự một tí để đi học, hay là đi những cái buổi như là gọi là diễn giả đi, ừ đấy, kiểu như thế thỉnh thoảng, thì tôi vẫn thích mặc cái mùi hương này. Mặc dù mùi hương của nó thì cũng đến từ một cái thương hiệu bây giờ đã quá nổi tiếng rồi, nhưng Begamot AI nó vẫn không phải là một mùi được quá nhiều người biết, chỉ vì đơn giản đó là hiệu năng kém. Mùi rất ngon nhưng hiệu năng thì kém, nên các bạn cần phải cân nhắc. Còn tôi chấp nhận đánh đổi cái phần hiệu năng kém để được một cái mùi hương tuyệt vời như thế này. Thì mùi hương của Begamot AI trên da mình nó lưu đâu đó tầm 4 tiếng cho đến 5 tiếng. Có những ngày kiểu nhân phẩm tốt ấy, kiểu cảm giác yêu đời ấy, thì nó lưu khá lâu, cảm giác kiểu nó cũng có thể được hẳn một buổi. Nhưng mà về cơ bản thì mùi hương này sẽ tồn tại đâu đó trên da khoảng tầm 4 tiếng. Và nó sẽ ngay lập tức khi ra khỏi vòi 10 đến 15 phút thôi, nó sẽ trở thành một cái mùi skin scent khá là nhẹ nhàng. Và không phải ai cũng ngửi thấy, phải cần một cái cơn gió, hoặc là kiểu bạn phải vận động thật là nhiều, nhiệt độ cơ thể cao thì người xung quanh mới ngửi được mùi hương. Còn không thì kiểu, và đây anh nói cho điều này mà nghe nè, thì các bạn xung quanh mới có thể ngửi được cái mùi hương đấy. Đây là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc. Nó như kiểu đánh đổi ấy, không ai hoàn hảo tất cả. Như ở tôi làm review của nước hoa, tiếng Anh tôi cực kỳ kém đấy, thế nên là đây là một trong những cái mùi hương như thế. Nhưng mà với một cái người mà yêu hương thì tôi chỉ đơn giản là tôi tìm được một mùi hương nó đồng điệu và nó đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu mùa hè của tôi mà tôi không biết xịt gì, thì đây là mùi hương mà tôi chắc chắn sẽ dùng từ giờ đến cuối đời. Trừ khi nào mà tôi kiểu không còn ngửi nữa, hoặc là tôi không còn sống nữa, thì tôi sẽ không dùng mùi hương này. Còn chắc chắn là tôi sẽ mua nó, kể cả sau này không làm YouTube nữa thì vẫn sẽ mua cái mùi hương này để xài. Đâu đó chắc tầm 5 củ khoai thôi đấy. Thế thì về cái phong cách của em nó, thì đây là một cái mùi hương ngay từ ban đầu mình nói với các bạn rằng đó là một cái mùi hương trung lập, vị vua của sự trung lập, một vua của sự unisex. Đó nghĩa rằng là cả nam lẫn nữ đều có thể mặc được. Và bạn hãy mặc nó khi bạn muốn một cái phong cách thật thoải mái. Bạn là chính bạn và bạn có thể gọi là tiếp đón tất cả mọi người, và bạn không phải diễn bất cứ một cái gì cả. Thế nên là mùi hương này thì mình nghĩ là oversize, hoặc là những ngày yêu đời tươi vui, thậm chí kể cả những ngày buồn. Còn nếu như bạn mong muốn rằng đây là một cái mùi để có thể đi gây ấn tượng với đối phương, thì mình nghĩ là đây không phải là một cái lựa chọn thông minh. Đó, những cái lựa chọn thông minh dành cho kiểu đi date trong buổi đầu tiên thì nên là những cái mùi ngọt có độ tỏa tốt để có thể gây ấn tượng với người ta, bằng tất cả những cái yếu tố từ body đẹp đến một cái sự duyên dáng, hoặc đến một cái mùi hương hấp dẫn để nó người ta nhớ hơn, mặc dù không cần phải gần vào nhau quá. Thì Lelabo Begamot AI không phải là một mùi như thế, nhưng nếu như bạn đã xác định mối quan hệ với người ta mà bắt đầu tiến vào mối quan hệ đó, thì đây là một cái mùi hương mà bạn có thể sử dụng làm signature scent. Mình đảm bảo rằng ở thị trường Việt Nam ấy, Lelabo nổi thật nhưng chỉ nổi với A13, Santo 33 thôi. Còn với Begamot 22 này thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Rất ít người xịt tại vì ít người chịu đánh đổi điều đó. Thế nên bạn có thể mua em này. Nói thật, mua đi, rất ngon. Đấy, còn hiệu năng thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Và đây chắc chắn là một mùi hương mình sẽ dùng cả đời, nói lại một lần nữa. Thế thôi, đơn giản. Và em này thì đang tính cho vào list nước hoa mùa hè 2022 ở phân khúc cao cấp dành cho các anh em hoặc chị em, không biết là có hợp lý không, hay là kiểu xem đến đây thôi, xem những cái lựa chọn khác cho nó hợp lý hơn nhỉ. Thôi, còn nếu như mà ai đã dùng qua rồi thì rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới về cái mùi hương Lelabo Begamot 22 này. Và đừng quên đến việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Từ này lên sắp hơi chậm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.